Xin chào cả nhà, hôm nay em Nhung lại tiếp tục quay cho cả nhà video một ô đất ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Lô đất mặt đường xe buýt chạy, đường đi Tây Thiên luôn. Và đây là mặt đường đi Tam Đảo cả nhà nhá. Đây là trục đường hai chiều đi lên khu du lịch Tam Đảo và khu Tây Thiên. Và đây lô đất của chúng ta sẽ nằm trên trục đường đi Tam Đảo và Tây Thiên. Đây, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị để mình vào lô đất của chúng ta. Diện tích của lô đất này là cả đất rừng và đất thổ cư, đất trồng cây lâu năm là 5.000 mét vuông, rất phù hợp cho việc kinh doanh buôn bán nhà hàng hay là mở cây xăng cũng rất hợp lý, vì với mặt tiền rơi vào 40 mét. Đây, bây giờ đây đất của chúng ta, đây là mặt đường đi Tây Thiên. Đây, bến xe buýt, đường xe buýt 07 chạy đấy ạ. Vị trí lô đất thì nằm tại thôn Làng Mạ, huyện Tam Quan, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo. Đây, mặt đường này luôn, đất của chúng ta nằm tại đây rồi. Đây ạ, vị trí lô đất thì giáp với khu đất đấu giá của huyện Tam Quan. Đây, đất chúng ta nằm bên phải này luôn nha. Đây, đất đây rồi, hàng ba cây cầu đây ạ. Đây, mặt đường rất là rộng luôn, phù hợp cho kinh doanh buôn bán nhà hàng. Đây là xung quanh người ta cũng buôn bán này. Và đây là đất đấu giá, cả hai bên đường đây đã đổ sẵn đất rồi ạ, đã đổ sẵn đất rồi nha. Đó, đây đến bắt đầu đến khu vực dân cư đông đúc, đất đấu giá hai bên đường luôn, đã đổ đất rồi. Và vị trí đất của chúng ta thì nằm tại đây luôn, với diện tích là 5.000 mét vuông, bao gồm cả đất rừng và đất trồng cây lâu năm, đất thổ cư. Đây, đây là xe khách Tam Đảo Hà Nội chạy, giáp với đất đấu giá, gần trường cấp 3 huyện Tam Đảo, gần trường mầm non, cách trường cấp 3 huyện Tam Đảo chỉ 300 mét. Đây, và trục đường và đất của chúng ta nằm ở đây luôn, có thể kinh doanh buôn bán rất ok cả nhà nhé. Tại vì đây là tuyến đường huyết mạch, tuyến đường liên huyện của huyện Tam Đảo, trục chính để đường đi lên Tây Thiên. Chúng ta đi lên Tây Thiên khoảng tầm 6 phút là chúng ta đã đi lên đến khu danh lam thắng cảnh Tây Thiên rồi, khoảng 5 km nữa cả nhà nhé. Cả nhà mua đất thì nhớ liên hệ cho em qua số điện thoại ghi trên màn hình nha. Đây, đất của chúng ta ở đây luôn, rất là đẹp, vị trí rất là đẹp, nằm trên mặt đường đi Tây Thiên Tam Đảo với gần 5.000 mét vuông, cả đất rừng và đất trồng cây lâu năm, đất thổ cư. Trong đó thì có 3.000 mét đất rừng sản xuất và 160 mét vuông đất chờ thổ cư cả nhà nhé. Và cả nhà nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới mỗi ngày từ nhà đất Vĩnh Phúc nha.